lời Phật dạy, giải thoát những sân hận để tiến gần hơn với hạnh phúc. Bất cứ ai đã hay đang có điều khúc mắc trong lòng, xin tìm đến học Phật cách sống hạnh phúc, thoát khỏi vọng tưởng và giận hờn. Vì sao sau hàng ngàn năm, nhân loại đã có những bước tiến dài trên con đường khoa học và công nghệ, vẫn có hàng triệu triệu tín đồ tin sùng Phật giáo, tuân lời Đức Phật, theo đuổi Phật học? Vì Phật giáo không chỉ là tôn giáo với những triết lý tâm linh sâu sắc, mà còn chứa đựng những phương pháp thực tiễn để giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Con người sống trên đời dễ mê lầm bởi tham, sân, si, vướng phải bát khổ, không thoát ra được. Đó là vì tâm chưa đủ tỉnh, lòng chưa đủ rộng, hiểu biết chưa đủ bao quát. Học Phật cách sống hạnh phúc, chân tâm, không chỉ với những giáo lý, lời răn, lời khuyên, mà còn thông qua những phương thức tập luyện đơn giản, hiệu quả. Mỗi khi trong lòng nổi lên sóng gió, định giận hờn ai đó, định tham lam điều gì đó, mỗi khi cuộc sống là thử thách, mỗi ngày sống là khổ đau, hãy chú tâm làm theo 4 bước dưới đây. Bước 1. Ngồi tĩnh tọa trong tư thế thiền bán già hoặc kiết già của Phật giáo. Lưng thẳng, cả người nâng lên gối, thả lỏng toàn bộ cơ thể và các giác quan. Bước 2. Khép nhẹ mắt, tưởng tượng đang nhìn xuống miệng, tưởng tượng đang nhìn xuống cằm, tưởng tượng đang nhìn xuống tim, tập trung tinh thần, thâu tóm hơi thở. Bước 3. Quán niệm hơi thở. Thở ra là 1, hít vào là 2, đếm tới 10 lại quay lại, hoặc hít vào niệm Nam Mô, thở ra niệm A Di Đà Phật. Quán niệm dài hay ngắn tùy thuộc vào thời gian của bản thân. Bước 4. Mở mắt, duỗi chân, xoa bóp cho khí huyết lưu thông, gân cốt thư giãn. Cách này có thể thực hiện hàng ngày, sáng tối 2 lần. Thực hiện ngay khi nảy sinh tâm khổ hoặc lúc bình thường đều có tác dụng tốt. Một khi đã tu tâm tới bình thản, thì sóng gió ập tới cũng không làm ta nao núng, cơn giận bị dập tắt ngay từ lúc khởi sinh. Học Phật cách sống hạnh phúc bằng phương pháp thiền này không những tốt về tinh thần, mà còn cải thiện sức khỏe, nắm vững hơi thở, thư giãn toàn thân. Sau một thời gian thực hành, tinh thần phấn chấn, tính cách hướng thiện, kiềm chế giận dữ, ắt hẳn hạnh phúc không còn quá xa xôi. Mỗi người đều chỉ có thời gian hữu hạn, và bất kỳ ai đều vướng phải những buồn khổ tự nhiên. Quan trọng nhất là biết cách điều chỉnh, định hướng ý chí, biết bản thân nên và không nên làm gì. Chìa khóa của hạnh phúc luôn ở sẵn trong tay mỗi người. Hãy dùng nó để khai mở những điều tuyệt diệu của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau. Được theo chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập, đạt giác ngộ giải thoát.